nên ăn gì và không nên ăn gì khi bị mụn. Mụn trứng cá là một loại bệnh ngoài da chiếm đến gần 10% dân số thế giới và trở nên nghiêm trọng khi ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tâm trạng của người nhiễm mụn. Và có thể nói mụn trên mặt, mụn ở lưng, ngực là vấn đề khiến người ta quan tâm nhất vì không chỉ khó chịu mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin của chính người bị mụn. Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và ngăn ngừa mụn trứng cá, vì thế ngay cả những thực phẩm bạn ăn vào, uống mỗi ngày đều có thể là tác nhân hay yếu tố gây mụn. Thường xuyên ăn những món này dễ nổi mụn, carbon hydrate. Những người thường bị mụn trứng cá hoặc mụn trứng cá trên mặt của họ có xu hướng tiêu thụ nhiều carbon hydrate hơn những người không dễ bị mụn trứng cá. Vậy carbon hydrate chính là gì? Hàm lượng carbon hydrate cao nhất là một số thực phẩm chủ yếu như bánh mì hấp, bánh mì, mì trắng, cơm, đều là carbon hydrate. Một khi cơ thể con người tiêu thụ quá nhiều chất bột đường cao sẽ đẩy nhanh quá trình hấp thụ của cơ thể, dẫn đến lượng đường huyết trong cơ thể tăng nhanh. Lúc này sẽ dẫn đến sự gia tăng insulin của con người. Insulin cao hơn có khả năng gây ra mụn trên mặt và nó sẽ tiếp tục kích thích lượng hormone trong cơ thể. Vì vậy bạn phải kiểm soát việc hấp thụ carbon hydrate trong cuộc sống hàng ngày. Đồ ăn nhanh, đồ chiên rán. Sự phát triển của mụn thực sự không thể tách rời với việc cơ thể hấp thụ thức ăn nhiều chất béo, nhiều đường và nhiều ca. Vì những loại thịt này và thực phẩm sau khi chiên, lọc sẽ khiến cho nội tiết tố trong cơ thể con người tăng lên nhanh chóng. Việc tiêu thụ quá nhiều những đồ ăn vặt này không chỉ gây mụn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, bạn nên ăn một chế độ ăn nhẹ hơn và không ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Đồ ngọt. Đồ ngọt tuy ngon nhưng lại không mấy thân thiện với cơ thể, đặc biệt là đối với phụ nữ. Đồ ngọt dễ gây béo phì và ảnh hưởng đến làn da của chị em. Ăn quá nhiều đồ ngọt có thể gây ra mụn vùng kín trên da, nếu không điều trị đúng cách rất dễ bùng phát. Các sản phẩm từ sữa. Theo nhiều số liệu nghiên cứu, một khi hấp thụ quá nhiều các sản phẩm từ sữa, cơ thể con người sẽ gây ra các vấn đề về bài tiết trên da mặt, dẫn đến việc mọc mụn trứng cá và mụn nhọt. Đặc biệt đối với những người nhạy cảm hơn trên da mặt hoặc bị mụn trứng cá, hãy nhớ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với sữa hoặc các loại thực phẩm và đồ uống có đường lactose trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù những thứ này rất giàu chất dinh dưỡng và vitamin, nhưng bạn không thể có cả hai. Bạn phải lựa chọn tùy theo tình hình của riêng bạn. Nên ăn gì khi bị mụn? Để điều trị mụn viêm, bên cạnh việc biết được bị mụn viêm nên kiêng ăn gì, thì bạn cũng cần biết các loại thực phẩm nên bổ sung cho cơ thể. Trái cây và rau củ. Nhóm thực phẩm này cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin và khoáng chất phong phú, dồi dào. Nhờ đó, chúng giúp tiêu viêm, giảm sưng nốt mụn và khiến làn da trẻ khỏe, tươi tắn. Những loại trái cây và rau củ bạn nên ăn như cần tây, rau cải, trái cây. Món ăn từ cá. Các món ăn từ cá, đặc biệt các loại cá béo như cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá trích, cung cấp cho bạn hàm lượng axit béo omega 3 dồi dào. Những chất này có khả năng chống viêm và chống oxy hóa, giúp điều trị mụn viêm hiệu quả. Thực phẩm chứa kẽm. Kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm mạnh mẽ cho cơ thể. Đây là một trong những thực phẩm khi bị mụn viêm nên ăn phổ biến. Hãy bổ sung nhóm thực phẩm chứa kẽm như hạt điều, phô mai, trứng, hàu, tôm hùm, thịt bò, hạnh nhân. Uống nhiều nước. Uống đủ lượng nước mỗi ngày giúp tăng khả năng thải độc của cơ thể, đồng thời cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, thúc đẩy quá trình điều trị mụn viêm diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hãy nhớ cung cấp đủ cho cơ thể 2 đến 3 lít nước mỗi ngày nhé. Cần làm gì để trị mụn viêm ngoài ăn uống? Ngoài ăn uống, bạn nên có chế độ sinh hoạt cũng như sử dụng các phương pháp điều trị khoa học để hết mụn viêm. Việc ăn uống rất quan trọng trong điều trị mụn viêm, giúp làm tăng sức khỏe cơ thể và sức khỏe làn da cho bạn. Bên cạnh việc biết được bị mụn viêm nên kiêng gì, bạn có thể kết hợp một số phương pháp để trị mụn viêm hiệu quả. Trước hết, bạn nên tham khảo các phương pháp trị mụn ngoài da. Có thể kể đến như các loại mặt nạ thiên nhiên giúp điều trị mụn hoặc các loại kem bôi trị mụn có nguồn gốc thiên nhiên. Gel trị mụn Zycumanil là một sản phẩm từ thiên nhiên mà bạn có thể tham khảo. Thường xuyên vệ sinh da để giữ cho lỗ chân lông sạch sẽ, thông thoáng. Một làn da sạch là điều tiên quyết của việc điều trị mụn viêm da. Rửa mặt 2 lần mỗi ngày với sữa rửa mặt phù hợp để làn da luôn sạch và trắng sáng. Đồng thời, hãy bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường như nắng, khói bụi, ô nhiễm, từ đó tránh sự xâm nhập của vi khuẩn và độc tố làm tình trạng viêm thêm nặng nề. Hãy nhớ sử dụng kem chống nắng và có các biện pháp che chắn da trước khi ra đường nhé!